nổi lên như địa điểm du lịch nổi tiếng của miền Tây sông nước, với hàng dừa xanh mát bạt ngàn bên dòng sông Mekong trữ tình. Những chuyến đò đưa khách qua lại trên sông Bến Tre lưu lại trong lòng du khách gần xa một nét đẹp hoang sơ đậm chất miệt vườn Tây Nam Bộ. Với đặc sắc du lịch sông nước, Bến Tre âm thầm chuyển mình trở thành khu vực cho biên độ tăng trưởng bất động sản hấp dẫn, mở ra cơ hội kinh doanh dịch vụ du lịch đắc địa cho nhà đầu tư khi mỗi dịp lễ Tết đón từ 2.500 đến 4.000 du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Theo đó, sự hình thành của các khu du lịch nổi tiếng như khu du lịch Làng Bè, khu du lịch An Khánh, khu du lịch Vườn Ba Ngói, Cồn Phụng, Cồn Quy, Vườn Trái Cây Cái Mơn càng tô điểm cho sự trù phú của Bến Tre. Potentialand tọa lạc tại vị trí giao thương hiếm có, phát triển mạnh về dịch vụ du lịch khi liền kề quốc lộ 60, quốc lộ 57B, cầu Rạch Miễu 1 và cầu Rạch Miễu 2. Đặc biệt hơn, Potentialand chỉ cách tàu bến thủy Bến Tre - Vũng Tàu 5 phút di chuyển. Với hạ tầng giao thông hoàn thiện và hiện đại, đáp ứng nhu cầu du lịch, bao quanh Potentialand là các tiện ích công cộng lớn như đối diện dự án là trường học các cấp An Khánh, các khu du lịch nổi tiếng như khu du lịch An Khánh, khu du lịch The Island Lodge Thới Sơn, khu du lịch Bến Tre Garden Farmstay, khu du lịch Forever Green Resort. Đặc biệt là sự xuất hiện và đi vào hoạt động của khu công nghiệp Trung An tại cầu Rạch Miễu và khu công nghiệp Giao Long. Từ đó mở ra cơ hội kinh doanh đắc địa cho các cư dân tương lai của Potentialand. Trong đó, các dịch vụ như ẩm thực, vật phẩm lưu niệm, nhu yếu phẩm, dịch vụ giải trí sẽ mang về nguồn thu hàng chục triệu đồng cho quý khách hàng. Và việc kinh doanh sẽ càng thêm phát triển khi hạ tầng du lịch, chất lượng dịch vụ lưu trú của Bến Tre liên tục được đầu tư, nâng cấp để đón chào lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày càng cao. Không ngừng lại ở đó, khi tọa lạc tại khu vực nổi tiếng về du lịch, Potentialand hưởng trọn cảnh sắc thiên nhiên trữ tình, đậm chất miền Tây sông nước, với hàng dừa xanh mát bên dòng sông Mekong thơ mộng, làn gió tươi mát và không khí trong lành. Đồng thời, với tâm huyết của chủ đầu tư Lâm Nghĩa Land, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước của Potentialand đều được quy hoạch bài bản, đạt tiêu chuẩn đô thị, xứng đáng cùng quý khách hàng kiến tạo một không gian kinh doanh thịnh vượng, tổ ấm bình yên, chốn nghỉ dưỡng lý tưởng trên diện tích 100-250m², phù hợp xây dựng nhà phố hoặc biệt thự vườn. Và chất lượng sống của Potentialand ngày càng trở nên tuyệt vời cho cư dân khi bao quanh dự án là hệ thống tiện ích đa dạng, gồm hệ thống nhà hàng ẩm thực với nhà hàng sông nước miền Tây, An Khánh, Làng Bè, Diễm Phượng, Thới Sơn, hệ thống chăm sóc sức khỏe, bệnh viện K120, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bệnh viện mắt Tiền Giang, hệ thống ngân hàng Agribank, BIDV, Vietinbank, hệ thống thương mại Co-op-Mart, chợ nhà thờ Kinh Biểu, Coconut Candy Cedar. Có thể nói, chọn lựa Potentialand, quý khách hàng đang chọn lựa không gian lý tưởng để kiến tạo cơ sở kinh doanh thịnh vượng, chốn an dưỡng yên bình cùng thiên nhiên sông nước. Potentialand, vị trí tiềm năng, kinh doanh đắc địa.